Xin chào thầy, sau đây em xin được hiểu kinh nghiệm về sự đối lưu của cánh quạt. Với dụng cụ là bốn ngọn nến và trọng tâm là một cây bút chì. Về phần cánh quạt em làm từ lông bia. Sau đây chúng em sẽ thực hiện thí nghiệm. Như thầy đã thấy, cánh quạt đang quay chứng tỏ có dòng khí nóng từ dưới di chuyển lên trên, và cùng với đó là không khí lạnh bên ngoài tác động từ trên cánh quạt xuống. Đây chính là phần thí nghiệm của nhóm em. Xin cảm ơn thầy để lắng nghe.